Thưa bà con, nếu mà bà con đang chăn nuôi gà vịt và đang tìm cho mình một loại máy dùng để băm thái thức ăn cho chúng, nay tôi sẽ hướng dẫn cho bà con chọn một loại máy đảm bảo các tiêu chí vừa bền, vừa mạnh mẽ và an toàn. Đó chính là loại máy thái chuối mịn Takio TK1500. Và phần tiếp theo tôi sẽ đi vào phần cấu tạo chi tiết của máy, mời bà con cùng theo dõi. Thưa quý bà con, máy thái chuối mịn Takio TK1500 được thiết kế cực kỳ tinh tế. Phía nắp trước được dập bằng khuôn định hình, ở phía sau được thiết kế gọn gàng bằng thép tôn mạ kẽm dày 2 ly và không bị rỉ. Miệng máy băm chuối Takio TK1500 có đường kính 20 cm và được thiết kế hướng lên trên, tạo ra tư thế làm việc tốt nhất cho người sử dụng. Thưa bà con, trước mắt tôi sẽ test là máy băm cây chuối, sau đó là đến rau muống và tiếp theo là có voi, mời bà con cùng theo dõi. Tiếp theo tôi sẽ bắt đầu rau muống cho bà con theo kết quả. Thưa bà con, đây là kết quả mà máy sau khi băm cỏ voi xong. Cái cỏ voi được băm ra rất là mịn và nhỏ, rất dễ cho dê bò ăn được. Đây là rau muống sau khi băm xong thì mà bà con có thể hoàn toàn sử dụng cái này làm thức ăn cho gà vịt được. Và đặc biệt đây là cây chuối. Cây chuối như thế này bà con có thể thấy là rất là nhỏ và mịn, và hoàn toàn là đạt tiêu chí cho một cái loại máy băm cho gia súc gia cầm, đặc biệt là gà vịt ăn được. Và thưa bà con, đây là loại máy băm chuối mịn Takio TK1500. Chúng tôi đã giới thiệu xong cho bà con. Chúc bà con có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm máy băm chuối như ý để băm thức ăn cho gia súc gia cầm.